nói lời chia tay. Dạ em rồi anh nó cũng đồng ý luôn. Dạ sau đó có níu kéo nhưng mà em thôi luôn. À, còn mối tình sau này? Sau này thì em cũng có quen. Chào mừng bạn đến với ứng dụng BadoVN, báo đọc bằng giọng nói hàng đầu Việt Nam. Bạn có thể tải hoàn toàn miễn phí trên Google Play cho Android hoặc trên chợ ứng dụng cho iPhone. Link tải được đính kèm trong phần mô tả cuối mỗi video. BadoVN luôn cập nhật tin tức 24 giờ nhanh nhất với đủ các đầu mục nóng hổi, thời sự, kinh doanh, pháp luật, sức khỏe, góc nhìn cuộc sống, tâm sự và đặc biệt, bạn có thể trao đổi hoặc tương tác với các thính giả khác. Giao diện ứng dụng được thiết kế thân thiện, trực quan, giọng đọc dễ nghe, truyền cảm chắc chắn sẽ làm quý thính giả hài lòng. Chuyên mục sức khỏe, cẩm nang các bí quyết sống khỏe, chăm sóc phòng tránh bệnh cho gia đình mỗi ngày. Tin mới nhất, nơi tổng hợp các tin xã hội, đời sống giải trí hot nhất 24 giờ. Chuyên mục tâm sự, chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, đặc biệt là các vấn đề liên quan chuyện thầm kín, tình yêu, hôn nhân gia đình. Hãy tải BadoVN này, link tải được đính kèm trong phần mô tả mỗi video. Chúc các bạn một ngày tốt lành, xin cảm ơn. Một người qua mạng, em quen là 5 năm. 5 năm? Wow, 5 năm là một mối tình rất là dài. Chưa từng gặp nhau một lần nào. Cái gì? 5 năm chưa gặp nhau nào, hay á. Ủa sao quen 5 năm mà chưa gặp nhau một lần nào? Anh ở đâu? Dạ, anh ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn mà tại sao 5 năm chưa gặp một lần nào? Đâu có quá khó khăn để gặp nhau dạ, đâu anh em đó. Công việc ảnh bận quá, ảnh cứ nói tên là bận. Ảnh hứa với bao nhiêu lần rồi đều không về. Sao em không chủ động đi tìm gặp mà em làm gì mất tới 5 năm dữ vậy? Em đi tìm thì ảnh lại đi công tác chỗ khác, nghĩa là không có thể gặp nhau được. Như vậy thì 5 năm đó cái mối liên hệ qua lại với mục đích gì? Chuyện là chia sẻ đó, nói chung là nhắn tin qua lại rồi gọi điện thôi. Mà ảnh lúc nào cũng hứa với em là Tết sẽ về gặp em. Là như vậy mà em chờ tới 5 năm, một mối quan hệ đến 5 năm cứ như vậy. Chị không thể nào tin được là có một cái mối tình như vậy. Chỉ online thôi nhưng mà đối với em nó cũng rất là sâu đậm đúng không? Vì bây giờ nhắc đến em vẫn còn chưa bình tĩnh được. Chia tay mối tình này lâu chưa? Dạ cũng một năm. Có thấy hình nhau không? Có. Có nói chuyện phải đám với nhau? Có, vẫn nói chuyện bình thường. À vẫn nhìn thấy mặt nhau tất cả mọi thứ. Nhưng không gặp. Rồi em có suy nghĩ là tại sao anh không gặp không? Nói chung em cũng nghĩ là tất ảnh bận quá, với lại là một người cầu toàn trong công việc đó chị. Lúc nãy ông đặt công việc lên trên đầu, còn tình cảm là phía sau thôi, không quan trọng. Mà trong 5 năm cái mức độ anh quan tâm đến em và nói chuyện với nhau có nhiều không? Dạ cũng nói chuyện hàng ngày, nghĩa là dù bằng nhưng mà cũng ráng nói chuyện mấy câu, xong là hoặc là đi công việc vậy. Nói chung là đi công tác thường xuyên luôn. Đi công tác thì có liên lạc với em không? Dạ ví dụ như đi công tác ở trong nước thì liên lạc, còn đi công tác ở nước ngoài thì không. Là khi nào anh về thì anh sẽ gọi. À, em có nghĩ là anh có gia đình rồi không? Dạ không. Sao em biết chắc như vậy? Nói chung là em tin tưởng. Em có bao giờ hỏi không? Hay là anh có nói là anh độc thân không? Anh cũng là từng trải qua em một đời vợ rồi. Ừ. Anh cũng có kể với em vậy thôi. Còn hiện tại thì anh nói là vẫn là độc thân. Nói chung là anh đi công việc, anh đi đâu thì anh cũng nói với em hết. Nhưng mà chỉ có điều là không thể gặp được. Là một người đàn ông, em nghe câu chuyện đó thì một cách khách quan thì em thấy câu chuyện đó như thế nào? Thấy bạn nữ có vẻ thiệt thòi khi chờ đợi một người không có suy nghĩ tới mình. Nếu như bạn trai kia mà đã suy nghĩ tới bạn gái thì chắc chắn sẽ về. Còn cứ hứa lèo như thế trong vòng 5 năm trời mà không gặp nhau thì em nghĩ bạn trai đó một là có gia đình, hai nữa là bạn nó chỉ gọi là quen để cho vui thôi. Em chỉ suy nghĩ như thế. Mà chị cũng thấy giống như em nói, giờ nói thì tại vì em gái đây cũng đang còn rất là buồn. Bạn ấy khi nhắc tới cái chuyện này, chị nói thật em đừng buồn, đây không phải tình yêu đâu, anh ấy không có yêu em. Chị dám khẳng định luôn, anh đó không yêu em nha. Và từ nay về sau bỏ qua một bên, đừng nghĩ tới nữa. Người đó không xứng đáng để khi nhắc đến em phải khóc. Em khóc đây, giọt nước mắt của em là dành cho tuổi thanh xuân của mình, chứ không khóc vì cái người đàn ông đó, vì họ không xứng đáng. Cái này là chia sẻ thật sự và đồng cảm. Bây giờ nó qua rồi, đừng giận chị nha. 2. Cảm ơn hai em, mời qua đây ạ. Chúng ta chỉ cần đến thứ hai thôi nhé, nhanh gọn lẹ. Chị thấy rõ ràng hôm nay chương trình đã lựa chọn cặp đôi ở bên ngoài,
rất là thương thích. Hôm nay chị thấy rõ ràng là hai bạn có nhiều sự trùng khớp, nhưng mà vẫn quan trọng là con đường ở phía trước nha. Dạ. Bây giờ cái bấm nút này chỉ mới là cái sự bắt đầu, còn đi được với nhau bao nhiêu là tùy ở hai em. Mỗi người phải cố gắng một chút xíu. Chúc mừng hai em đã tìm thấy nhau trong chương trình ngày hôm nay. Gửi tặng cho em gái, đây là một món quà làm đẹp của chương trình nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây là những chiếc vé xem phim trước khi đi về Đắk Lắk, Gia Lai. Đi coi phim trước cái đã. Dạ vâng. Em phải đi xem phim với bạn gái. Đi xem phim với bạn gái em rồi. Cảm ơn chương trình đã giới thiệu được cho em được một cô bạn gái rất chi là dễ thương, xinh đẹp, dáng chuẩn. Và giữa người em rất hài lòng với lại chương trình. Xin cảm ơn chương trình ạ. Bây giờ thì hết run rồi chị. Không còn run như lúc đầu, lúc mới lên nữa. Do em ít lên chương trình, hầu như không bao giờ đọc đến chương trình hết. Nên là mới đầu lên thì còn ngại ngùng. Bây giờ thì có bạn gái bên cạnh là hết ngại ngùng rồi. Bản thân em thì cảm thấy mẹ em đã thích cô con dâu này rồi, nên là cũng không có gì để phải thắc mắc.